Đây là con đường của thành phố Edmonton những ngày tuyết tan. Hiện tại thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy hai bên đường nó không còn tuyết nữa. Thời tiết mấy ngày nay thì nắng ấm lại. Bây giờ thì ba mẹ con Tố Lê đang trên đường đi rửa xe. Ở đây nghe nói là rửa xe tự quản, có nghĩa là mình tự nạp tiền rồi tự rửa. Thì Tố Lê cũng chưa có bao giờ đến cái nơi mà rửa xe này. Thôi thì đây cũng là lần đầu tiên. Đến đó thì Tố Lê cũng sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng xem mà rửa xe Canada như thế nào nha. Đây là cái nhà rửa xe ở tại thành phố Edmonton. Nói chung là khi mà Tố Lê đến đây á, cái gì nó cũng mới lạ, cái gì nó cũng là lần đầu nhìn thấy. Cho nên Tố Lê cũng muốn quay lên. Trước mắt á, là giống như là một kỷ niệm lần đầu mình đến Canada. Cái thứ hai nữa thì quay lên để cho cô chú anh chị và các bạn chưa có dịp đến Canada thì cũng xem được là hình ảnh rửa xe tại đây nó như thế nào. Đây là những cái ngăn mà khi xe ô tô vào á thì mỗi người có mỗi cái ngăn như thế này. Đây. Khi mình muốn rửa xe thì mình chỉ cần bỏ vô 2 đồng thôi, thì sau đó thì mình lấy vòi mình tự rửa. Đây là xe của Henry Thịnh nè. Con trai Tố Lê nó đang rửa xe thì bé Gia Linh đang ngồi ở phía trong xe á. Nên mình tự rửa ha. Nè nó con còn rửa nó không? Ủa hả? 2 đồng thì được bao nhiêu lít nước con? 2 đồng được bao nhiêu lít? À, có nghĩa là khi mình bỏ vào 2 đồng thì nó sẽ cho mình bao nhiêu lít nước đó, thì khi nào mình rửa hết nước thì thôi. Xong chưa con? Chờ mẹ chút. Rất là nó có rửa xà bông rồi, rửa hút bụi đồ nữa luôn. Nhưng mà mình tiết kiệm mình rửa bỏ 2 đồng vô xịt không mà không có rửa xà bông. Là 2 đồng thì mình chỉ vào mình xịt nước thôi. Cái khu này thì rất là nhiều chỗ rửa nè. Cứ mỗi ngăn á là một chiếc ô tô vào đây. Một bên là 10 cái ngăn rửa xe này, có nghĩa là mỗi khi rửa thì có thể là 20 chiếc xe vào một lượt vẫn được. Phía trước là có một chiếc xe ha, nó đi vào. Thank you.
Cái cổng ở phía trước á là cổng đi vào. Và sau khi mình rửa xe xong á thì mình lại đi ngược. Và đi ngược ra cái cổng đi ra là hướng này nè. Cô Lê cũng quay luôn cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Phía trước là cái cổng đi ra. Henry Thịnh cũng đã rửa xe xong rồi. Về một cái nơi rửa xe thì nó rất là nhiều cái vòi nước ha. Tôi lên cũng quay luôn. Vòi xà phòng, vòi nước. Bên phía bên này là vòi xịt nước. Đây là một cái ngăn để rửa xe nè. Thôi thì bây giờ tôi lên xe. Xe cũng để rửa xong. Bây giờ thì mẹ con Tô Lê đã rửa xe xong nè. Ở đây á, rửa xe là tự động. Mình cứ vào mình nạp tiền vô, rồi tự động mình rửa xe, rồi xong sau đó thì mình tự đi ra. Cửa này nó cũng tự động, nó mở cho mình luôn nè. Cái này automatic nè, exit. Thì cái này nó cũng rất là tiện ha. Nếu mà được á, khi mà quay lại Việt Nam chắc mình cũng sẽ mở một cái nơi mà rửa xe như thế này. Ở đây là cây xăng luôn hả con? Ở phía trước đây là cây xăng. Cũng rất là tiện, đổ xe xong thì mình đem mà đổ xăng. Rửa xe xong đổ xăng. Thấy mấy người rửa xong rồi đem chùi xe chứ không sợ nó. Đổ xăng ở đây thì cũng tự động luôn. Tố Lê cũng để chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn ở video trước nè. Về đây là cái căn nhà mà rửa xe. Thôi thì Tố Lê cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.